Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Thái TV. Mong rằng các bác ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Như vậy là chuyện ông Vương Tấn Việt hay còn gọi là Thích Chân Quang không có tên trong danh sách cấp bằng bổ túc văn hóa cấp 3. Thì cái chuyện này cũng đã được khắp các báo chí loan tin rồi. Loan tin rồi. Và các cái trang mạng thì đều tập trung nói về cái chuyện này. Đây không phải là chuyện mới, bởi vì người ta đã nghi ngờ cái bằng này của ông nó không giống với mẫu mã vân vân nọ kia. Rồi trong danh sách cấp thì người ta cũng đã chắc là rò rỉ một chỗ nào đó ra thì người ta bảo rằng là không có tên của ông này. Và chuyện vỡ lở khi mà chỉ một câu nói của ông Thích Chân Quang thôi. Cái thằng ba trợn cầm cái nồi cơm lõi nồi cơm điện đi lung ta lung tung, chỉ một câu nói thế thôi mà cuối cùng là bây giờ là cả sự nghiệp của ông Tiêu Tùng, bởi vì nó không chỉ làm ông mất tất cả cái danh tiếng nhân vật vừa rồi, chùa thì vắng như chùa Bà Đanh không ai tới cả, mà nó còn làm cho ông một cái nặng nề hơn, tức là ông phải đối diện với một cái bản án hình sự lên tới 7 năm tù, lên tới 7 năm tù nha các bác. Cái chuyện ông không có tên trong danh sách cấp bằng bổ túc văn hóa cấp 3 thì người ta sẽ đặt cả một cái câu hỏi rằng là vậy ông lấy cái gì để ông có được cái bằng này? Bởi vì như vậy thì có thể khẳng định rằng là gần như chắc chắn cái bằng cấp 3 của ông là bằng giả. Mà bằng giả như vậy á thì ông làm gì có đủ tiêu chuẩn để mà học đại học luật. Mà khi đã không đủ tiêu chuẩn đại học luật rồi thì ông làm gì ông có chuyện mà ông được phép làm tiến sĩ vượt cấp trong vòng 27 tháng. Đó. Và như vậy á thì có nghĩa rằng là ở đây chỉ hai cái hành vi như vậy thôi nó có thể đào tạo cho ông một cái đối diện đến 7 năm tù. Tôi chỉ xin chia sẻ đôi điều với các bác thế này. Theo Bộ luật hình sự thì theo cái điều là điều 341 Bộ luật hình sự sửa đổi 2017 thì quy định tội là tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Đó. Ông dùng bằng giả mà. Và quy định như sau: người nào sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng cho tới 3 năm. Và phạm tội trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm cho đến 5 năm là có tổ chức và phạm tội từ 2 lần trở lên. Sử dụng con dấu tài liệu giả để thực hiện tội phạm, thu lợi bất chính 10 triệu cho tới là dưới 50 triệu, tái phạm nguy hiểm, phạm tội thuộc trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng, thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên, đó, vân vân, thì còn bị phạt đến 50 triệu đồng. Tức là ở đây á, là phạm tội 2 lần trở lên và nếu như mà nó gây một cái đặc biệt nghiêm trọng thì nó rất nghiêm trọng thì nó sẽ bị đến tù đến 7 năm. Với góc độ nhìn pháp lý thì tôi thấy là hoàn toàn đầy đủ. Thứ nhất, ông dùng cái bằng tốt nghiệp cấp 3 giả, đó là cái điều đương nhiên ông bị phạm tội, lần một. Lần thứ hai là ông đã dùng để mà thi đại học luật. Ông phải có bằng luật đấy chứ, bằng đại học đấy chứ. Thế tiếp tục ông dùng cái này. Và đến lần thứ ba nữa ông dùng trong cái vấn đề tiến sĩ của ông. Như vậy là ông có khoảng 3 lần ông dùng con dấu, nghĩa là ông dùng sử dụng tài liệu giả, giấy tờ giả. Và như vậy thì nó gây ra một cái hậu quả là đặc biệt nghiêm trọng. Đặc biệt nghiêm trọng ở đây nhiều khi nó không phải là liên quan tới tiền hay là tính mạng, tài sản vân vân. Mà ở đây á, nó liên quan đến dư luận xã hội nữa. Ảnh hưởng của ông tới giáo hội Phật giáo Việt Nam, tới nền tảng đạo đức xã hội. Nó giống như trường hợp các bác có thể thấy vừa rồi là một số người chỉ cần như Ngọc Trinh là biểu diễn hay là như kia thì người ta nói rằng cái hậu quả làm cho xã hội tức là công cộng và mất trật tự thì thậm chí là bị tội hình sự là chỗ đó, tức là ở đây cái hậu quả của ông Vương Tấn Việt để lại bằng cách dùng cái sử dụng con dấu tài liệu giả thì nó gây cho xã hội bị rối ren và thậm chí là mất an ninh trật tự, thì tội lỗi của ông ra hết là từ bắt đầu từ đâu, là từ sử dụng con dấu tài liệu giả để tạo ra cái bằng bổ túc văn hóa cấp 3.
Và như vậy, ông hoàn toàn có thể là đủ để cấu thành lên cái mức nặng nhất là tới 7 năm tù. Như vậy là ông Vương Tấn Việt hay còn Thích Trần Quang đã đối diện đến mức án là 7 năm tù giam. Đó, các bác cứ tra cứu kỹ luật. Và những cái điều tôi nói thì các bác sẽ thấy rằng là những điều tôi nói là hoàn toàn có cái cơ sở, chứ không phải đấy đâu. Bốn yếu tố cấu thành tội phạm là đủ, số lần vi phạm là đủ. Chứ ông không tốt nghiệp làm sao có cái chuyện nào ông lại không biết là tôi tốt nghiệp thế nào đó. Ông phải sử dụng con dấu tài liệu giả này không gây ra những cái phạm pháp ấy. Có bằng đại học là đã phạm pháp rồi, có bằng tiến sĩ thì còn phạm pháp nữa. Thế nhưng mà tôi nói thật với các bác một cái điều thế này, bây giờ không biết là ông Hoàng Chí Bảo với cả là mấy thầy cô trường đại học luật bây giờ là kể cả phó liệu phó kia là bây giờ có cái lỗ nẻ nào mà chui. Tôi nói thật các bác thế đấy, có cái lỗ nẻ nào mà chui đó. Khen kinh khủng quá, khen dùng không dùng từ ngôn từ nào nữa để mà khen được ông Vương Tuấn Việt này. Mà ông này thì tài cán có gì đâu. Nói về mặt đạo lý thì các bác thấy rằng là am hiểu đạo Phật chưa chắc đã bằng tôi. Khi giảng các thứ nữa thì chưa chắc đã am hiểu đạo Phật bằng tôi luôn. Mặc dù tôi không phải là một cái người mà chuyên sâu về cái việc này. Ông còn sửa cả giới luật của Đức Phật nữa thì tôi cũng chịu đến ạ cái ông này luôn. Thế mà các thầy cô thì vẫn khen được. Tài thế chứ. Mà khen hết lời luôn. Khen không còn từ nào nữa để mà khen. Mà tôi nói thật với các bác rằng khen như vậy thì chửi. Không có gì để chửi mình. Cả ông Hoàng Chí Bảo nữa, dùng khen, dùng ngôn từ thật. Bây giờ mấy thầy cô này không biết là bây giờ đối diện với cả các học sinh của mình, đối diện với các học trò của mình thì bây giờ là như thế nào. Đấy, học trò dưới nó bảo câu rằng là đấy, cái người mà cô khen là bầm cái kia, người mà cô thậm chí là có người mà mấy ông quỳ lại kia, sao bằng cho nó còn quỳ lại kia. Đấy, bây giờ bằng cấp ba giả đấy, bây giờ nói gì đi chứ. Chứ kể làm ảnh hưởng đến cả cái sự danh tiếng của trường đại học luật. Đại học luật nhiều khi là bị hủy hoại danh tiếng chỉ bởi vì những cái kiểu như thế này thôi. Cho nên nhiều khi tôi mới chia sẻ với các bác rằng phàm đã là những người có trách nhiệm thì phải thật sự suy nghĩ về từng lời nói, từng hành động của mình. Năm 1984 thì bác Trọng đã có một cái bài viết về cái từ phán. Tức là khi các quan chức ấy, một số người đi phán thì bác nói có hai cái chiều hướng. Một là phán cái kiểu là phán như không phán, tức là người ta cần anh chỉ đạo cụ thể, chỉ cần anh chỉ đạo nó vân vân thì anh cứ kiểu như là thắp cả nước thì đầu tàu, tỉnh này đến cũng đầu tàu, tỉnh kia đến cũng đầu tàu, người kia đến cũng phải là đầu tàu của cả nước vân vân, cuối cùng là thành ra một nền kinh tế như kiểu rằng đầu tàu là hình quả mít hoặc hình trái sầu riêng. Người ta hay nói như thế, tức là phán như kiểu là thích nói khơi khơi khơi, chứ còn chả có cái khỉ gì cái đấy cả. Mà suốt ngày nuôi con gì, trồng cái gì, trồng cây gì, nuôi con gì. Thì bác Trọng từ năm 84 vẫn nói về cái việc phán. Thứ hai nữa rằng là phán thì có cái kiểu rằng là phán cũng cụ thể, cũng đi nghi, nhưng không lường trước cái hậu quả của mình. Đó. Khen hết lời, bây giờ là hậu quả thế này, bây giờ lỗ nẻ nằm mà chui. Nhục quê là nhục, bây giờ đối diện với mọi người thế nào? Học sinh mình ở dưới thế nào? Đúng không? Mà cái đề tài củ chuối đấy, xin thưa các bác rằng là chả có cái đề tài nào như thế cả, nó đi lại tất cả những quyền con người mà Bác Hồ đã ghi trong cái bản tuyên ngôn độc lập. Cái đề tài con người ta phải có nghĩa vụ trước khi là có nghĩa vụ trước khi có quyền. Thì thật sự Bác Hồ đã bảo rằng là ba cái quyền, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, thì đó là quyền sinh ra người ta đã có quyền đó rồi, chứ không phải là có nghĩa vụ gì. Thế thì đây là rõ ràng những cái điều mà ông Tiến Việt ông mới đưa ra là có thể nói cả về mặt đạo lý, cả mặt pháp lý, cả về mặt gọi giáo lý thì đều là những cái điều mà rất khó có thể được chấp nhận khi mà chúng ta tinh thần chúng ta tỉnh táo thì chúng ta sẽ nhận ra ngay. Còn những chỉ những kẻ u mê mụ mẫm thì mới là không nhận ra được. Những kẻ như là chúng thanh niên đấy các bác thấy như thế. Và 7 năm tù nếu mà như thế này, nếu mà so với cả những cái hậu quả của ông ta để lại thì cũng là còn quá nhẹ chứ không phải là nặng nề gì. Bây giờ thử hỏi các bác thử hỏi xem rằng là kiếp này dù bằng giả thì kiếp sau thành cái gì. Ông là người trên thương văn nhìn thấu những luật nhân quả mà. Nói đi du lịch nhiều thì về bị liệt này, rồi là về già bị liệt này, câu cá nhiều thì bị méo mồm này, rồi vân vân ở mây mây này, xuống được cả tòa án
Diêm Vương tối cao này, để xem rằng luật nhân quả là thế nào, là ngày xưa thế nào mà ở trong cái nếp thành xanh hôi thối thế, kiểu thế đó. Thế thì bây giờ các bác thì thấy rằng là bây giờ là ông này như thế nào, kiếp kiếp này dùng bằng giả để kiếp sau thành cái gì, đúng không? Nhưng mà mấy người kia cũng nhục, tôi nói thật với các bác thế. Để nói về cái bài tiếp bài phán của bác Trọng á, thì con người ta phải hiểu rõ là mình nó phải cụ thể chi tiết, phải tìm hiểu thật kỹ, thận trọng, cân nhắc hiệu quả và cả hậu quả có thể xảy ra khi mà mình phát ngôn. Và rõ ràng những cái hậu quả hay hiệu quả thì nó đều phải dựa theo cái sự thật. Và nếu chúng ta chỉ nhìn nhận theo cảm xúc, không nhìn theo cái cạnh sự thật, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một ngày nào đó chúng ta bị hớ lời, hớ lời. Như ông Hoàng Chí bảo, bây giờ càng lên thanh minh thì dân càng chửi. Mà mấy thầy cô kia bây giờ càng đi đâu thì người ta lại càng rủa thầm trong bụng. Đó. Đúng không? Cho nên đau lắm. Đau lắm. Thật sự các bác thế. Nhiều bác thì thấy, nhưng mà dù sao thì chúng ta thấy rằng là cái gì dân người ta biết hết. Trước đây chính quyền có biết đâu, cả đặc luật có biết đâu. Là nhà họ phải xác minh ấy. Nhưng bây giờ thì chính nhờ dân, chính nhờ cộng đồng mạng mà bây giờ mới lộ ra một kẻ ma tăng xám tăng thế này. Chứ nếu không thì đấy đâu ra mà lộ, đúng không? Tôi đều chia sẻ với các bác. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.